Đây, các em nhìn này. In. Ủa? Chiếc ô tô của tôi sẽ đi chơi đây. Vừa đi chơi vừa ngọt bút chì đây. Ơ, trời ơi, chiếc ô tô nó đang nhẹ đồ ăn ra em ơi. Mà chỉ ngọt mà nó đang nhẹ đồ ăn rồi đấy. Xin chào các bạn. Hôm nay các bạn có học bài với mình nhé. Đúng rồi, hôm nay chị bạn không chuẩn bị vào lớp sao thế em? Ờ, thế chết rồi. Vừa nãy em làm cái bút chì rồi. Em ngọt của em đâu? Đã không có. Chị đã chuẩn bị sẵn rồi đấy, hôm nọ chị à mới đi hiệu sách em mua được hai cái ngọt bút chì hình ô tô đây. Em thích cái đỏ à? Để chị giới thiệu cho các bạn nhé. Các em ơi, đây là một chiếc bút chì hình ô tô đấy các em. Đây này, khi mà mình lắp ráp nó sẽ thành một chiếc ô tô như này và mình sẽ cho bút chì vào đây để gọt đấy. Các em nhìn ô tô tải đúng không? Hay là ô tô móc kéo? Của chị là móc kéo, của bạn Du là ô tô tải đấy. Em nhìn này. Đấy, khi hoàn thành lên nó sẽ thành này. Của em là ô tô tải mà. Em ơi, ô tô là rất là thú vị chứ đúng không Su? Chúng mình có thể vừa chơi được này, vừa gọt được bút chì đúng không? Đúng cô giáo chưa đến, chúng mình tranh thủ lắp nhé. Đúng rồi, các em ơi, các em cùng chị, bọn chị để lắp nhé các em. Mà chị là lấy màu xanh đấy, một chiếc ô tô này. Ô tô này nhưng mang tiếng ngon nó chỉ là một cái gọt bút chì, nhưng mà các em nhìn này, cũng có bánh để chúng ta có thể lắp vào và chơi được bình thường luôn, đúng không? Như này đi. Đấy, chạy lắm các em ạ. Đấy, chạy được không? Ố, chạy được hết Su. Này, thế này chúng mình gọt bút chì học ở trong lớp xong nhá. Tí chúng mình ra ngoài lớp và chúng mình chơi được không? Đấy em. Chặt đúng không? Có chỉ thế này. Thế này, đấy chị ấn mãi được đi chị. Bạn Du Si của chúng ta tay yếu lắm, không thì cho vào được nên là ơi, thấy chưa? Đấy. Đấy. Wow. Bạn Du chị biết Su Si thích màu đỏ nên chị mua cho em màu đỏ đấy. Chặt thật đấy. Tiêu cạch cái luôn. Em ơi, còn đây này. Đây thì chính là cái gọt bút chì đấy. Các em thấy hay không? Và nó cũng chính là cái mui xe luôn. Còn đây sẽ là cái sau xe của chị. Đấy các em ơi, thấy không? Đúng, nó là một chiếc ô tô. Một chiếc ô tô hoàn chỉnh luôn. Bim bồ, bim bồ. Và các em ơi, ở đây này còn có các miếng dán này để mình làm kính của xe đấy các em. Em xong rồi. Đấy, các em ơi, bạn Su đã xong một chiếc xe cẩu đấy. Su cho các bạn xem đi Su. Đây các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dán nha. Đầu tiên phải mắt chứ nhỉ? Đúng rồi. Em sẽ bắt em nhìn này. Ý, đây là con mắt ở trên xe của chị đấy, các em nhìn nha. Rất là hay luôn. Trò này rất là hữu ích đấy, chị nghĩ rất là hay đấy. Chúng mình vừa học được vừa chơi được. Đấy, mắt này, cửa kính. Ý ý ý. Xuôi xong rồi tí nữa học xong chị em mình ra ngoài chơi nhá. Được rồi. Chúng mình sẽ cùng nhau lái ô tô đi chơi. Một chiếc ô tô gọt bút chì, đúng không? Vừa chơi được vừa gọt được. Đúng rồi, vừa chơi được vừa gọt được. Hôm trước các chị đi vào đấy chị thấy hay quá, thế chị bảo ôm cái này mua cho cả Su nữa. Bởi vì Su cũng rất là hay cho chị mà. Thì chị cũng cho em luôn à? Đúng rồi, hai chị em mình đều cho nhau luôn. Hãy cười đấy nhé. Đấy, các em ơi, còn đây là đèn của bạn Ý nhá. Các em nhìn này, chị sẽ dán cho các em xem nhá. Wow, các em thấy chiếc xe của chị xinh chưa? Chiếc xe của chị đã được hoàn thành đấy, một chiếc xe gọt bút chì các em ạ. Và chị sẽ đi thử nha, nó đang tiến dần. Đang tiến dần đấy, rẽ được luôn các em nhìn này. Và miệng cười rất là tươi. Có bạn giúp xong chưa? Có cần chị giúp không? Đây chị giúp cho nào, không phải ở đấy em ơi. Bạn Su của chúng ta chưa biết các em ạ. Đây, chúng mình sẽ phải dán vào đây này các em này. Mấy cái này thì sao? Mấy cái đấy là em dán ở cạnh cái này em này. Bạn Su của chúng ta chưa có kinh nghiệm dán mấy cái này, chưa được dùng bao giờ đúng không? Đấy, đúng rồi, dán vào thành xe thôi. Đấy, đúng rồi. Đây nữa, thế thôi, còn đâu thừa thì bỏ lại. Đấy, các em ơi, đây là chiếc xe cẩu của bạn Su đấy các em ạ. Em sẽ gọt bút chì. Bây giờ chị và bạn Su sẽ cùng nhau gọt thử bút chì nhé. Xem nào, chơi cũng thích như thế rồi, và gọt có thích hơn không nhá. Su ơi, phải chúng mình phải để xuống đây chứ. Đây, các em nhìn này. In. Ủa, chiếc ô tô của tôi sẽ đi chơi đây. Vừa đi chơi vừa gọt bút chì đây. Ố, trời ơi, chiếc ô tô nó đang nhẹ đồ ăn ra các em ơi. Mà chỉ gọt mà nó đã nhẹ đồ ăn rồi đấy. Cái này các em ơi, ở đây có hai cái để gọt bút chì đấy các em. Một cái là dùng cho gọt bút chì nhỏ và một cái dùng cho bút chì to đấy. Bởi vì có cả loại bút chì to mà. Chị gọt thử cái bên này xem có được không nhá. Cũng được luôn các em ạ. Đều được luôn. Đấy, cả hai cái luôn. Trời, bạn Su của chúng ta gọt hai cái một lúc luôn. Wow, và chiếc bút chì của chị đã được hoàn thành rồi nè.
Ê, ôi, sướng thế. Của em gọt xong chưa? Dùng tạm một chiếc thôi, chiếc lại trong ra chúng mình dùng. Không cô giáo lại tưởng là mình mai muốn chơi vào lớp ấy nhá. Tắt vào đây thôi. Đấy, bỏ cho hai bạn đi làm ở đây chơi. Chị em mình ngồi học thôi. Hôm nay mình học bánh gì nhỉ? Bánh tí. Thôi thôi, nào chúng mình nhau. Chị em mở cái tẩy. Cái tẩy ạ, đây đây. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.